Thưa quý vị và các bạn, trong khi các ngành chức năng vẫn đang điều tra truy tìm tung tích những đối tượng các vụ phá hoại sầu riêng mà chương trình 24 giờ cùng DRT đã thông tin trước đó, thì lại thêm một vụ phá hoại sầu riêng nữa vừa xảy ra tại xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, làm tăng thêm sự hoang mang, lo lắng của người dân. Tầm 10 giờ sáng thì em bất ngờ em thấy cây sầu riêng là bị bứt hết luôn. Nói chung là em buồn luôn. Mình làm một năm vất vả mà cuối cùng người ta phá đi một không thương tiếc. Theo lời kể của anh Y Quy Buôn Giá, sáng ngày 15 tháng 7, gia đình anh phát hiện 17 cây sầu riêng sắp thu hoạch của gia đình bị vặt trái gần như hoàn toàn. Theo ghi nhận của phóng viên 24 giờ cùng DRT, 17 cây sầu riêng sắp đến ngày thu hoạch của gia đình anh Y Quy Buôn Giá bị tước trái ra khỏi thân cây rồi vứt lại xuống gốc. Có cây bị bẻ cả cành, những trái nào ở trên cao thì may mắn còn lại. Thống kê ban đầu thì gia đình anh Y Win mất 5,6 tạ sầu riêng, trong đó phần lớn trái có cân nặng từ 3 đến 5 kg. Xong cái vụ việc em thấy rồi em chạy vô công an xã, em nói chung là trình báo vụ việc xảy ra. Em mấy người công an nó xuống làm việc rồi nó giải quyết cho em, nhưng mà giờ chưa có kết quả. Mong muốn của em là tìm thấy được người hái của mình, phá của mình. Mình mong muốn như vậy để bà con xung quanh không bị đền lỗi giống mình. Chỉ còn vài tuần nữa là sầu riêng bắt đầu vào vụ thu chính, nhưng với tình trạng xảy ra các vụ phá hoại nông sản liên tiếp trong những ngày gần đây, không khỏi khiến người dân hoang mang, lo lắng cho vườn cây của gia đình. Ban xã đã nắm bắt thông tin và chỉ đạo cho lực lượng công an xã triển khai xác minh đến hiện trường, xác minh cái vụ việc để kiểm tra xác minh cái. Trong quá trình xác minh thì lập biên bản xác định cái thiệt hại rồi chuyển qua cái công an thị xã có cái hướng điều tra xác minh làm rõ. Vâng, trong chương trình 24 giờ lần trước thì cũng đã đưa thông tin về các vụ phá hoại sầu riêng cũng như các loại cây trồng khác, nhưng hầu hết chưa tìm ra hung thủ, và tất cả các vụ việc ấy khi mà phóng viên 24 giờ cùng DRT quay lại thì đều nhận được câu trả lời của các cơ quan chức năng là đang trong quá trình điều tra và sẽ xử lý nghiêm. Vâng, thưa quý vị, các cơ quan chức năng thì vẫn điều tra, còn người dân bị phá hoại vườn cây thì vẫn mòn mỏi đợi trong bức xúc, trong khi không ít nông dân khác lại lo lắng, bất an bởi không biết vườn cây mình có thể bị phá hoại bất cứ lúc nào và phải tìm mọi phương pháp để bảo vệ vườn cây.